Chào mừng các bạn đến với bản tin giá cà phê trên kênh Tre Garden. Mến chúc toàn thể nhà nông sức khỏe và ngày làm việc hiệu quả. Bản tin giá cà phê kính chúc toàn thể nhà nông có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả. Để bản tin được mạnh khỏe, các bạn hãy vui vẻ, ấn like. Bản tin xin chân thành cảm ơn. Trở lại giá cà phê hôm nay 12 tháng 9 năm 2023 tại thị trường trong nước. Theo ghi nhận, giá cà phê hôm nay 12 tháng 9 tại thị trường trong nước, giá cà phê có sự khởi sắc đáng kể khi giá đồng loạt tăng trong cả nước mức cao nhất 600. Dưới đây là bảng cập nhật giá cà phê giao dịch trên cả nước. Như thường lệ, giá cà phê tỉnh Lâm Đồng có mức giao dịch thấp nhất, đang có giá 65.100 tăng 600. Biên độ giao dịch, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 65.100 đến 66.000 đồng. Trên Lâm Đồng, tỉnh Gia Lai có giá 65.500 tăng 600. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 65.800 đồng. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 66.000 đồng, cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Trên đây là bảng giá ngày 12 tháng 9 năm 2023. Bản tin xin chào, hẹn gặp lại.